Anh Phi chào các bạn. Sáng nay giọng nói của anh Phi chưa có phục hồi các bạn ơi. Đây, mấy ngày nay live liên tục và cái không gian ở đây thì bụi bặm rồi ồn ào, nó làm cho anh Phi mất sức quá. Nhưng mà thôi thì công việc thì cũng phải làm thôi. Ngày hôm nay thì có một vài vấn đề anh Phi cần giải quyết trước khi anh Phi đi tới cái phần live cho các bạn xem cái thông tin về đơn hàng sáng nay. Thì anh Phi sẽ đi tới một số cái vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất là về xe ngân hà, và vấn đề thứ hai là cũng về xe ngân hà luôn ha. Có hai vấn đề về xe ngân hà. Vấn đề thứ nhất là có một bạn ở Bến Tre mua hàng xong thì báo anh Phi là giao thiếu một cái nắp. Bạn chụp cho anh Phi một cái hình. Thì sau khi anh Phi xem lại clip test của anh Phi thì nó không có thiếu các bạn. Nó không có thiếu. Có vẻ là cái cách các bạn dùng từ nó không chính xác. Anh Phi không nghĩ rằng là các bạn đang sử dụng một cái thuyết âm mưu nào ở trong đó. Anh Phi chỉ nghĩ rằng là các bạn dùng từ nó không được chính xác thôi. Không được chính xác bởi vì sao? Bởi vì các bạn có thể đang nghĩ rằng là anh Phi gửi cho em, nhưng mà khi em lắp nó bị thiếu. Nhưng mà các bạn viết câu chữ ở trên mạng, các bạn viết tắt quen rồi. Các bạn viết tắt quen rồi. Cho nên nó đôi khi nó sẽ ra những cái kem coi ngân hà đi, cho coi xe ngân hà đi em. Bạn này chắc phải sinh năm 79-80 gì. Cái nick của bạn này là tiếng Hoa, anh Phi đọc không được. Các bạn này phải sinh 79-78 gì đó. Xưng với anh Phi mà xưng em thì các bạn sinh từ năm 79 trở về trước á, thì xưng em được ha. Còn các bạn từ năm 81 trở về sau thì xưng với anh Phi phải bằng anh hoặc bằng chú hoặc bằng bác ha, cho nó dễ. Anh Phi cũng công bố số tuổi. 94 hả? 94 kêu tới tôi bằng chú lần ông. Chú 94 thì kêu mình bằng chú nha bạn. Anh Phi có nói anh em thấy anh đâu, thì em cứ theo cái cách em xưng hô này anh Phi chỉnh thôi cho nó gần gũi. Thì thực sự ra không phải nhiều người biết tuổi của anh Phi, cho nên chuyện anh Phi xử lý là chuyện bình thường nhé. Anh Phi chào bạn. Kêu anh cho trẻ, không cần kêu anh đâu. Thật sự chú Phi cũng không còn trẻ gì đâu các bạn. Tóc chú Phi cũng đã bạc màu hết rồi. Cho nên đó là chúng ta cứ thoải mái đi. Chú Phi sinh năm 1980. Năm nay chú Phi được 43 tuổi. Và tuổi âm lịch sẽ là 44. Chị Thư hay kêu anh Phi 44. Nhưng mà thật sự anh Phi cũng muốn trẻ lắm. Nhưng mà thật sự cũng không trẻ được nha các bạn nhé. Rồi bây giờ tình hình là như vậy. Anh Phi sáng nay anh Phi sẽ có rất là nhiều đơn hàng. Đơn về ván trượt, đơn về vô condo, đơn về vô. Nhưng tất cả mọi thứ anh Phi sẽ tạm gác lại một chút xíu để anh Phi xử lý cái đơn về ngân hà. Ngân hà thì là một cái nhóm hàng tương đối rẻ hiện nay. Bởi vì sao? Bởi vì anh Phi đang bán với giá dọn kho. Giá dọn kho nha các bạn nhé, giá dọn kho. Cho nên giá nó rất là rẻ. Còn nó rẻ như thế nào thì các bạn xem vào giá thì các bạn sẽ biết ngay. Bằng tuổi anh hai em. Chà căng à nha. Cách xa nhau dữ vậy đó hả? Em với anh em cách nhau 14 tuổi thì chính giữa có khoảng bao nhiêu người nữa bạn Tiến Hoa ơi? Bây giờ như vậy, chiếc xe ngân hà này là bạn đặt để anh Phi gửi thêm cho bạn cái phần nắp trên. Nhưng mà sau khi cái hình của các bạn chụp cho anh Phi mới biết các bạn ráp sai. Các bạn ráp sai, cái thứ nhất là nó có hai cái bánh nhỏ thì nó ráp ở phần lườn dưới nha, chứ không phải ráp phần lườn trên. Cái thứ hai nữa là có hai cái nút nhựa nhỏ, bạn lại ráp vô cái bánh xe ở đầu này. Thì về cơ bản thì nó cũng chẳng ảnh hưởng gì, nhưng mà nó không đúng nằm ở chỗ đó ha. Wow, xin chúc mừng em, nhà em 5 người, quá giỏi luôn. Quá giỏi luôn. Thật sự 5 người là ngon lành nha, 5 người là ngon. Rất ngon luôn. Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ đưa qua hết, kiếm chỗ đưa qua hết, đưa qua một bên. Này là con rách một, hồi tính toán sao ha, ép vô cây đèn luôn. Rồi cái con này để sau lưng đi, con này như vậy. Bạn đặt thêm con 2509 để anh Phi gửi kèm thêm cái phần phụ kiện kia. Sau khi trao đổi với bạn thì anh Phi mới biết chính xác rằng là bạn tháo chưa hết các cái vỉ phụ kiện của mình. Đây chẳng hạn như nó có cái bọc phụ kiện, cái này nó hơi dơ cho nên anh Phi không có đem vô nha. Nó có cái bọc phụ kiện như thế này là cái phần lườn dưới nha. Có phần lườn dưới. Và khi các bạn tháo phụ kiện á, anh Phi khuyên một điều cơ bản thôi. Chừa các cái vỉ này lại, đừng có đem đi dục.
tại vì các bạn ráp chưa xong mà các bạn đem đi quăng á thì lỡ thiếu phụ kiện thì không ráp được. Chẳng hạn như trên này cái vỉ này anh để ở trên kho nó mất đi cái bánh răng giữa thì anh không phi không nói đâu, nhưng mà chiếc xe của em là chiếc 25 nha, 2205 là chiếc hộp số trực tiếp, cho nên nó không cần cái bánh răng giữa mà nó chỉ cần cái bánh răng vô motor và một trong hai cái bánh răng này thôi nha, nó không cần cái bánh răng chuyển nhé. Đó, cái con 25 2205 á nó sẽ là như vậy. Và bạn báo anh Phi thiếu cái gì, bạn báo anh Phi thiếu cái này nè. À, ở phần lắp ráp này nó sẽ có một cái phần đầu để mà lắp vô, nhưng mà trong cái bộ phụ kiện này anh Phi lấy ra nó không đủ các bạn, anh Phi lấy xuống nó không đủ cho nên nó không có cái bộ ở phía trước để anh Phi ráp vô, nó còn một miếng nữa, tại vì cái bịch này là cái bịch mà tiện tay anh Phi đem xuống thôi. Thì anh Phi sẽ khui một cái hộp mới ra để anh Phi chỉ cho các bạn nhé, và để lấy phụ kiện bù cho bạn. Đây là một cái hộp anh Phi đem xuống hồi tối, dự định là sẽ có một buổi live để ráp cho Ngân Hà chơi vui cái mẫu này, tại hôm qua có gửi một mẫu này đi thì anh Phi cũng dự định ráp mẫu này để chia sẻ cách ráp cùng với các bạn. Nhưng mà ngày hôm qua thì lu bu quá, cái câu chuyện đó là anh Phi cài lại cái máy tính của anh Phi, thay đổi cái ổ cứng ha, chuyển từ HDD qua SSD rồi cài, nhưng mà nó lại bị lỗi phần win nữa, cho nên nó cài đi cài lại rất là mất thời gian. Cái con mà anh Phi đang lấy linh kiện để bù cho em chính là con 2210-3 ha, nó sẽ có màu xanh ngọc như thế này, anh Phi kêu xanh dương nhưng mà không biết nó dương hay ngọc. Đó thì trong này nó sẽ có một cái bộ phụ kiện, nó chính là cái phần đầu các bạn, phần đầu như thế này nè. Thì các bạn trong cái bộ 2205 thì nó chỉ có một thôi, nhưng mà trong cái bộ 2210 này nó có hai, thì bạn ráp bị thiếu cái này nè, bạn ráp bạn bị thiếu cái này, nhưng mà trong một cái vỉ như thế này nhìn vô là biết đủ thiếu rồi các bạn. Anh Phi chỉ cần xem lại clip test là anh Phi biết liền, thì lúc đó bạn mới thú nhận là bạn giục mất cái miếng này rồi. Khi tháo ra có thể ráo không hết hoặc tháo ra hết. Chú ơi, 2 ngày giao ở quận Tân Bình đó là bình thường, con hàng bưu phẩm 2 ngày là chuyện bình thường nha, hàng bưu phẩm là từ 2 cho tới 5 ngày nhé, cho nên chúng ta không có thắc mắc gì được đâu. Ngay cả bản thân chú Phi là người bán hàng qua các sàn thương mại điện tử, khi chú Phi đặt một shop ở thành phố Hồ Chí Minh 5 ngày nhận là chuyện bình thường nha Văn Khánh nhé, không có vấn đề gì bất thường ở chỗ này hết. Rẻ quá anh ơi, xưa mua toàn mấy trăm, chính xác em coi để em mua anh ơi, sao có 1k vậy, chắc sáng nay top top nó chạy chương trình 1k đó các bạn, cái nào 1k thì lụm liền nha. Cái này ngày xưa 250, chú ơi hàng con 3 ngày vẫn ở Tân Bình chú. Về cơ bản chú nhắc lại với Văn Khánh, hàng giao bưu phẩm nó đi từ 2 cho tới 5 ngày bất chấp em ở đâu. Anh Phi đã nói rất nhiều lần ở trên live rồi, nhiều khi á khi anh nói trên live thì các bạn lại không có mặt để nghe, khi các bạn có mặt thì anh Phi lại nói vấn đề khác, cho nên anh Phi hay nói đi nói lại những cái vấn đề này. Không phải là anh Phi nói hoài một chuyện, nhưng mà xét về góc độ thời điểm, đôi khi ha, nó lại dính tới những cái câu chuyện mà vòng vòng. Rồi còn các bạn muốn biết anh Phi ráp như thế nào, tại sáng nay cũng không có đủ thời gian ráp đâu các bạn, tại vì đơn hàng còn